em Phú Tâm Đức xin kính chào tất cả quý anh chị nhá. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị chiêm ngưỡng một con xe Pinarello F12 từ 2022 mới, và đây là hàng chính hãng anh chị nhá. Thì chiếc xe này có giá là 420 triệu đồng. Đấy, hơn chút xíu, hơn 400 xíu anh chị ha. Thì nói chung ở Việt Nam thì cũng khá là ít thôi, không có nhiều những cái xe như thế này. Video này ra đời chủ yếu là để cho tất cả anh em chúng ta cùng ngắm, cùng chiêm ngưỡng nó xem một chiếc xe gần nửa tỷ thì nó như thế nào. Cái mục đích thì cũng thực ra là ở Việt Nam thì cũng chỉ có một số ít người bán được thôi. Tuy nhiên cái mong muốn của video này là để cho tất cả anh em chúng ta đấy, có cơ hội được nhìn nó, được thấy nó, vì hàng này thì ở Việt Nam khá là ít. Chiếc xe mà em đang giới thiệu cho anh chị đây là có một cái màu này thực sự rất là đẹp anh chị ạ. Màu rất là đẹp, mình phải kiểu là cảm nhận nó, rờ nó mới thấy được cái sức hút của nó. Đấy, nó sướng như thế nào. Đấy, nếu như mà là thời thanh niên ấy, chúng ta hay đi kiếm gái xinh đúng không, thì bây giờ chúng ta gọi là luống tuổi, lớn tuổi một chút xíu, thì cái xe này thực ra nó cũng như một cô gái xinh vậy đó. Nó luôn luôn có cái sức hút dành cho kể cả trẻ hay là già hay là lớn tuổi hay là thanh niên hay là những anh chị trung niên, thì thực sự nó vẫn mang lại một cái gì đó gọi là nó cái sức hút nó đặc biệt mà chỉ có sờ được nó, cảm nhận được nó. Đấy, chứ còn chúng ta không biết diễn tả như thế nào cả các anh chị. Đây là cái cảm xúc của em Phú ngay bây giờ. Thực sự một chiếc xe nó đắt như thế mà không bao giờ ai nghĩ mà là một chiếc xe đạp mà nó đắt gần nửa tỷ bạc. Mà để chơi được một con xe này thực sự chúng ta cũng phải, thứ nhất là về tầm tài chính, cái thứ hai đồ chịu chơi, và cái thứ ba là có một sự kiên nhẫn. Đấy, tại vì những cái khung xe như thế này nếu mà đặt từ bên châu Âu về đó các anh chị thì cũng phải mất 5-6 tháng trời chứ không có ít. Đấy, rồi chiếc xe này thì size nó nhỏ thôi anh chị, size nó nhỏ, khung xe này size nó nhỏ thôi, size nó cho các anh dưới 1m63. Đấy, từ 1m63 đổ xuống. Thì khung này là khung mới nha, cặp vành này cũng là cặp vành mới, thì rút này là bên em ráp vào để chạy trải nghiệm thôi, thực ra không có ráp rút mới vào. Thì gọi là chiếc xe này nếu mà ráp full mới cấu hình như lúc này thì nãy em có nói với anh chị là 420 triệu đấy. Đó, em quay thử một chiếc vành nè. Đó, các anh chị nghe thấy không, em sẽ ghé cái mic sát đây cho anh chị nghe. Chúng ta chỉ cần dùng một cái lực cực kỳ nhỏ thôi thì chúng ta đã cảm nhận được cái vành này nó như thế nào. Đấy, vành này vành Bridgestone của Mỹ các anh chị ạ. Vành này là dành cho dân chuyên nghiệp rồi. Tên thương mại của nó là Bridgestone Carbon Work Wax 6560. Đấy, 6560. Thì cái thương hiệu này đó ở Việt Nam, về Việt Nam cũng hạn chế lắm, không có nhiều đâu anh chị. Nó có nhiều phiên bản, ví dụ Wax 6560 này, Wax 4540 và Wax 7570. Đó. Thì thực sự ra mình cũng chả biết gọi là cảm nhận nó như thế nào, vì phải nhìn những cái chi tiết mà cái công nghệ để họ áp dụng, họ sản xuất ra những cái vật như thế này ấy, rồi họ cái vật liệu để mà sản xuất ra những cái như thế này thì mình mới biết rằng là nó kỳ công và nó đòi hỏi nhiều chất xám như thế nào. Thì các anh chị biết rồi đấy, những cặp vành như thế này có giá trên 100 triệu một cặp mà. Đấy, thì những cái sản phẩm mà liên quan tới công nghệ, liên quan tới công nghệ vật liệu, công nghệ chế tạo và liên quan tới cái thiết kế cũng như bản quyền và tham gia một số cái giải đua lớn trên toàn thế giới thì cái giá thành nó rất là cao. Đấy, mình mà nói gọi là so sánh theo kiểu Việt Nam mình ấy, một cặp vành nó có giá hơn 100 triệu mà lúa một tấn 5 triệu thì chúng ta phải mất hơn 20 tấn lúa của các bác nông dân. Đấy, thì để chúng ta biết được là cái giá trị của nó, những cái sản phẩm công nghệ nó đắt tiền như thế nào. Đấy, những cái sản phẩm liên quan đến công nghệ thì luôn luôn là có giá trị, và giá trị của nó thì mãi mãi trường tồn và không bao giờ phủ nhận được nó anh chị ạ. À, thì hồi nãy em quay này, em quay lại chiếu anh chị xem. À, anh chị cảm nhận được cái tiếng này như thế nào? Mình chỉ dùng một cái lực rất là nhẹ thôi mà mình đã cảm nhận được nó rồi. Đấy, rồi cái thứ hai là cái gì? À, em sờ trực tiếp ở đây nè, cái chữ Bridgestone Carbon Works Wax 6560 này, họ thực sự là để mà in được những cái chữ như thế này lên trên cái vành này với cái vật liệu như thế này thì các anh chị biết rồi, cũng phải đầu tư vào nó rất là nhiều công nghệ đúng không ạ. Đấy, bản thân của nó đã đắt sẵn, đắt là cộng vào rất là nhiều thứ, những cái đồ trên xe này anh chị, đắt là do rất là nhiều thứ. À, những cái thứ mà để tạo ra nó thì nó bản thân nó cũng phải là công nghệ rồi thì mới tạo ra được những cái công nghệ được đúng không ạ. Chất xám của con người
Đấy, sự đầu tư vào công nghệ sản xuất ra thì nó làm nên thương hiệu của một cái gì đó gọi là nó chất chơi và nó không lẫn vào đâu được, không ai phủ nhận nó được hết. Đó, rồi đây là cái bánh trước em qua nhà đúng không ạ? Anh chị biết nha, em ngồi mà em dùng cái tay em nhấc đầu xe lên được mà, nó cực kỳ nhẹ anh chị ạ. Đấy, rồi cái căm này này, chân căm này, rồi á ở đây có cái phần vân của nó là vân tổ ong này, vân tổ ong thì đâu đơn giản để mình in lên được một cái vân tổ ong mà mình làm nó đắt tiền được đâu anh chị. Đấy, rồi thứ hai là cái gì, cái sóng này các anh chị ạ. Bữa trước nếu mà anh chị nào mà đăng ký kênh Tâm Đức thì có nắm được một cái video bên em làm về cái sóng này. Đấy, thì ở đây thực ra là bao nhiêu tinh hoa công nghệ của bao nhiêu kỹ sư người Mỹ họ nghiên cứu ra để làm ra được những cái sóng như thế này anh chị ạ. Và cái sức cảnh gió của nó đã làm giảm được biết bao nhiêu phần trăm cho những tay đua chuyên nghiệp. Đấy, thì bởi vậy em mới nói rằng là để tạo ra được những thứ nó công nghệ cao như thế này thì nó mất rất là nhiều thời gian, mất rất là công nghệ. Những chiếc xe hình cầm rất là cảm xúc anh chị, mỗi một cái yên xe là yên physics của carbon cũng có giá trên 10 triệu rồi, thì các anh chị mình biết rồi đấy. Nó quá là quá sức tưởng tượng của mình các anh chị. Rồi, đây là cái yên này, yên physics, yên carbon. Mình cái vân này, nhìn cái vân của nó nè. Hàng này sản xuất tại Italia nha. Cái vân của nó nè, nhìn nó mê gì đâu. Group này thì group này là group của SRAM Red ETAP IS12. Tuy nhiên nếu mà anh chị nào ráp mới thì bên em sẽ ráp mới, còn này là rút cũ rồi. Đến cả cái dây cuốn khi đông chúng ta cũng thấy được một cái gì đó rất là kháng bọt. Nếu mà nhìn trực tiếp mà sờ mà cảm nhận thì thôi, nó rạo được trong người các anh chị. Đó, mua một chiếc xe như thế, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái giá trị của nó, tức là về cái tinh thần của nó các anh chị, chứ còn giá cả thực ra chúng ta sẽ bàn ít thôi, không bàn nhiều. Đấy, nó chỉ sơ gần nửa tỷ thôi. Còn cái giá trị của nó là cái người sở hữu cái xe này, đúng không ạ? Bản thân họ khác biệt và thực sự phải khác biệt mới mua cái xe này. Em đồng ý với cái quan điểm là nếu mà mua được cái xe này á, trong nhà hẳn phải có một cái xe ô tô mà xe rất là xịn nha. Đó, thực sự là thế luôn. Vậy không ai bỏ 450 triệu ra, 420 triệu ra để mua một chiếc xe đạp nếu mà chúng ta không có cái nội lực. Đấy, kiểu như thế. Đấy, anh chị nào mà cần liên hệ với lại Tâm Đức để tư vấn về xe đạp thì vui lòng liên hệ với lại anh em kinh doanh của Tâm Đức nha anh chị nha. Ok, em Phú xin chào tạm biệt và chúc anh chị một ngày làm việc thật là nhiều năng lượng và nhiều điều tích cực anh chị nha. Ok, xin chào ạ.